Chào các bạn đang theo dõi kênh của bên em nhé. Hôm nay thì lên cho các con công suất của dòng Sony. Con này có mã là MD373 các bác nhé. Đấy, hình thức thì các nhìn qua này. Về chức năng thì con này các bác có thể kết nối được Smart TV. À, xin lỗi, có thể kết nối được smartphone hoặc là máy tính. Đấy, nó có thêm một cổng ra là AV này. Và dưới này nó có một ngõ quang nhé. Quang này là quang in nhưng tuy nhiên thì em thử chả hiểu tại sao nó lại không lên. Em cũng chưa mở lắp gì ở đâu, về các bác thử kiểm tra lại xem cái fix trong này nó có bị tuần tươi không nhá. Đấy. Con này công suất là 100W này. À, công suất là 55W nhá, điện là 100V. Đây là cổng quang ở nhá, không biết là nó tuột chân hay là nó lỏng rắc cái gì thì các bác về tự kiểm tra cái đường quang này nhá. Đấy, còn con này bán phần chính là để làm công suất này. Cầu loa của nó thì nó là cầu loa dạng kẹp này. Loa có thể đánh từ 6 đến 16 ohm. Đấy. Đánh loa từ 6 đến 16 ohm. Có cả FM và AM. FM con này bắt 90 các bạn, bắt đài 90. Đấy. Em thử thì cái MD này thì hiện tại thứ nhất là không chạy này, nhưng mà CD thì vẫn chạy. Đấy, CD và điện thoại vẫn chạy ngon. Đấy. Sau đây em sẽ mở nhạc cho các bác xem thử này. Đây đang nghe máy tính nhá, em đang cắm kết nối cả máy tính. Đời chờ, hỡi ôi biết đến bao giờ vẫn không sao đành. Tháng năm vẫn không sao đành. Ngày hỡi tim ơi mong sao ai ta sẽ quên. Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đã hơi ai. Em giờ đây đã quên mối tình thương. Thôi đành mang tôi ôm lấy ngàn nỗi đau, tình yêu mới hôm qua nay lạnh lùng bằng giá. Ôi người yêu dấu hơi người chiếm lấy tim ta nay phũ phàng xa vắng. Thôi thì cuộc tình đó chiều nay ta bơ vơ trên cát dài hoang vắng, xót thương cho đời cay đắng. Người yêu ơi có biết hay chăng, nhớ lại ngày nào vẫn thấy mình nắm bàn tay vàng rồi nhẹ hôn bờ môi làn môi thắm hồng, mái tóc dài xóa trên đôi vai thuần gầy. Những phút giây này đã luôn ở mãi trong lòng tôi, biết khi nào tôi sẽ được quên. Chứng nhân còn đây mà tay người hết đời chờ. Xa đường khuya mình ta bóng mờ, chứng nhân này sẽ đeo tay ai bây giờ để quên một người. Ngón tay nào đã quên rồi ta có thôi đành thôi nhân nhé. Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, với những ước mơ cho đêm về ta còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi. Vâng, đấy là nghe nhạc trên máy tính các bạn. Đấy, thì còn các bác thích nghe CD không? Đây, nhấn cho em play cái đĩa em cho rồi nhé. Đĩa em cho rồi. Cái CD này thì còn test thêm cho các bác cho vui nhé, chứ không bằng vào tỏi gì CD đâu nhé. Đấy, con này đọc được cả tên bài hát luôn các bạn. Hay phết. Và đây, em chỉ bán phần công suất là chính nhé, còn CD test là phụ cho các bác cho vui. Tiếng ngoánh ra rất hay. Thôi
năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa lời đau ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao ngon rồi các bạn. Đấy. CD vẫn chạy bình thường nhá. Đấy, và các bác về dùng CD thì nhớ dùng đến xin trang. Ok, rồi con này thì thôi tính các bác là đấy, con này thôi tính các bác là bình thường nếu mà quang kết quả nó lên là nó dao động khoảng là 950 đến hơn 1 triệu. Đấy, tuy nhiên thôi con này nó bán gọi là quang thì không biết là về các bác kiểm tra lại xem đường quang nhá. Đấy, hàng vẫn còn nguyên bản em chưa động chạm gì cả nhá. Về làm quay thế thôi. Đấy. Về đây các bác nhìn ốc là biết. À, về các bác tự kiểm tra đường quang nhé. Thế thì con này tính các bác 680.000 nha. Đấy, tính các bác 680. Vâng. Thì mọi thông tin liên hệ gọi cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979891602 nhé. Vâng, em xin chào các bác. Và hẹn các bác tại video tiếp theo bên em nhé.